Đỗ Nguyên Hưng đến từ kênh Bóng Chuyền HD, kênh VSD Capeto Volleyball, fanpage Bóng Chuyền HD Live và thương hiệu Bóng Chuyền VSD. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào tất cả anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người đến với giải bóng chuyền trung học cơ sở, hay còn gọi là cấp 2 của tỉnh Thái Bình năm 2023. Trong trang phục áo đỏ là huyện Quỳnh Phụ, và trong trang phục áo trắng ở bên kia là huyện Hưng Hà. Điểm đầu tiên cho Hưng Hà 1-0. Thể thức thi đấu là 3-2. Không cho Hưng Hà. Hàng che bóng rất cao, mọi người giơ tay tới lưới rồi, pha múc cháo lên mái nhà. Số 3. Quá hay, đó là Diệp, không phải Kiêu Anh. Một pha tấn công từ vị trí số 3. Mang về điểm số đầu tiên cho Quỳnh Phụ. Lúc này thì cả bảng điểm cũng bị che rồi mọi người. Tác nghiệp mà cứ bị che lấp hết như này thì hơi khó làm việc. Sang bóng tốt rồi, và bỏ nhỏ. Vẫn là Diệp Anh. Hai đều rồi, hai đều cho Quỳnh Phụ. Cả hai điểm số vừa rồi của Quỳnh Phụ đều do chủ công Diệp Anh ghi điểm. Rồi là Kiều Anh phát bóng, đáng tiếc là bóng chưa qua lưới. Số 09 là Kiều Anh, số 05 Diệp Anh, số 06 Vân Anh, số 10 Quỳnh Ngọc, libero Nguyễn Thủy. Và múc cháo lên gọn cây. Điểm cho Quỳnh Phụ 3 đều. Phát bóng là Thanh Nhàn. Và phát bóng tốt. Hơi giãn rồi. Không được. Và chuyền hơi giãn. Điểm cho Quỳnh Phụ 4-3. Tiếp tục là Thanh Nhàn phát bóng cho Quỳnh Phụ. Đẹp rồi. Tiếp tục là Diệp Anh. Không phải, chuyền hai bên Quỳnh Phụ rất thích bỏ nhỏ. Vẫn là Diệp Anh. Chủ công có thể hình cực tốt. Đó là pha tấn công ghi điểm thứ 3 của cháu ở hiệp đấu này cho Quỳnh Phụ. Và đó cũng sẽ là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp tương lai của Thái Bình. Cháu cao thứ nhì trong đội hình của Quỳnh Phụ. Pha tấn công của cháu đã mất bóng rồi. Mời xin chào 515 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Buổi sáng thì 830 và bây giờ là 525, chắc là mọi người dậy ăn sáng và đi cà phê mất rồi. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Thanh Nhàn. Điểm cho Quỳnh Phụ 6-3. Đúng như huấn luyện viên của Kiến Sương trò chuyện với Đỗ Nguyên Hưng và nói rằng Quỳnh Phụ mạnh đấy. Họ đang tạm dẫn trước 3 điểm. Cơ hội lại cho Diệp Anh rồi. Không phải. Bóng đẩy cho libero. Libero mặc chiếc áo rất rộng. Và chấp thời cơ rất nhanh. Đó là số 08 Vân Anh. Trong đội hình của Quỳnh Phụ có đến 3 cô gái tên Anh. Đó là Vân Anh, Diệp Anh và Kiều Anh. Tiếp tục là phát bóng của Thanh Nhàn. Cầu phát bóng của cháu lần thứ 5 rồi. Bên Hưng Hà không hiểu ý nhau. Số 8 và số 18 và số 28. Nếu như các cháu nào đỡ bóng thì phải hô lên. Không ai hô và cả hai lao vào nhau. Ngay lập tức Hưng Hà xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Hãy
một giải đấu độc lạ. Đó là lý do vì sao để thương hiệu bóng chuyền VD từ Hà Đông, Hà Nội dậy từ 3 giờ sáng để lên đây để chuẩn bị đồ nghề tách nghiệp. Vẫn là phát bóng của Thanh Nhàn, một cầu phát bóng tương đối dài giống như số 8 của Kiến Sương, cũng có đến 10 pha phát bóng liên tiếp. Tốt rồi, sang ngay của Truyền Hải Hưng Hà, lại là Diệp Anh, tấn công qua hay của Diệp Anh. Mình thấy Diệp Anh đánh hay này, khuôn mặt khả ái lại cao lớn nữa. Rất mong là cháu sẽ nối tiếp con đường bóng chuyền chuyên nghiệp của các huyền thoại Thái Bình, các vận động viên đang thi đấu chuyên nghiệp. Những pha phát bóng của Thanh Nhàn mang đến một cái gì đấy rất xuân, rất đỏ. Kìa, cháu kia còn đang buộc giày, từ từ đã. Các cháu rất hồn nhiên mọi người ạ. Dây dài bung là buộc thôi, không cần phải báo cho trọng tài. Đó là cái cháu cấp 2, quá hồn nhiên. Đập. Phòng thủ của Thanh Nhàn. Rất may cho Hưng Hà là số 20 đã cắt được. Cái cử chỉ của các cháu rất rón rén mọi người ạ. Đúng là lứa tuổi học trò. Bóng trong sân. Bảng điểm nấp mất rồi, không biết là bao nhiêu nữa. Anh chị em thông cảm nhé, bảng điểm bị khán giả che hết rồi, mình không nhìn được. Và tấn công tốt của Quỳnh Ngọc từ vị trí số 3. Bây giờ sẽ là chủ công ghi rất nhiều điểm cho Quỳnh Phụ phát bóng Diệp Anh. Rất cẩn thận, đập bóng mà lâu. Phát bóng tốt. Và đó là pha phát bóng an điểm trực tiếp của Diệp Anh. Thấy anh ấy, anh ấy, anh ấy. Cháu đang học lớp mấy rồi? Lớp 9. Lớp 9 đấy. Diệp Anh đang học lớp 9 mọi người ạ. Cao khoảng 1m65. Thêm một pha phát bóng ngoan điểm trực tiếp nữa. Nhưng trọng tài đã bắt lỗi quá 8 giây, nhưng có vẻ là lỗi hơi nặng mọi người ạ. Bởi vì ngay ở sân bên cạnh cũng có tiếng còi, nó bị phân tâm và cháu không nghe được còi nào và còi nào. Và đây là giải học sinh rồi. Giải học sinh cấp 2 mà bắt thì có vẻ là hơi nghiêm khắc, nhưng không sao cả. Bây giờ bên phía Quỳnh Phụ đang dẫn trước rất nhiều điểm, 13-7. Và bây giờ là Quỳnh Ngọc, cô gái cao nhất của đội Quỳnh Phụ phát bóng. Lần này thì cháu lại phát sớm quá, chưa có còi. Nhưng cháu chỉ ngón tay sang bên sân bên, nghĩa là cháu nghe nhầm, còi ở sân bên cạnh. Đó, các cháu rất hồn nhiên. Khả năng truyền một của Hưng Hà hơi yếu. Và bên Quỳnh Phụ lại phát bóng khó nữa. Đều là những pha phát bóng cao tay. Được rồi. Quỳnh Phụ 15-7. Vâng, gần 600 anh chị em, 5 người nữa là 600 anh chị em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 830 anh chị em buổi sáng. Chắc giờ này mọi người lại ngày cuối tuần mọi người lại đi ra ngoài có việc rồi. Cảm ơn 630 anh chị em đang xem livestream nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lần này thì Quỳnh Ngọc phát bóng ra ngoài. Điểm cho Hưng Hà 8-15, Hưng Hà cố lên. Rồi
phản công cho Hưng Hà. Bình tĩnh nào. Và tấn công tốt. Wow. Số 25 đã ghi điểm cho Quỳnh Phụ. Để mình xem cháu tên gì. Trước khi vào đà cháu đã giơ tay lên từ trước rồi. Nguyễn Dung. Và số 25 Nguyễn Dung. Phát bóng không qua lưới. Sự tiếc nuối của một thầy ở phía bên ngoài. Số 18 Cẩm Ly của Hưng Hà phát bóng. Quá khéo léo của Thanh Nhàn. Mình nghĩ là một điểm số hợp lệ. Và quyết định của trọng tài là điểm cho Quỳnh Phụ. Các cháu cấp 2 mà xử lý được thế là tốt mọi người ạ. Mình để ý là các cháu nếu như bị phải tranh chấp là các cháu hơi luống cuống. Các cháu không biết làm như thế nào. Nhưng vừa rồi một cầu thủ của mình đã xử lý tốt. Mời huấn luyện viên chuyển thẻ về ban chỉ huy để kiểm tra. Điểm cho Quỳnh Phụ 18-9. Hồi Diệp Anh lại ở trên thì lại chết vì Diệp Anh rồi. Vừa rồi là pha bỏ nhỏ. Đó là Kiều Anh số 9. Còn Diệp Anh đang đứng ở biên 4 số 5. Phát bóng là Nguyễn Dung. Phát bóng khó. Cày sang ngay. Bây giờ mới là Diệp Anh. Một búa. Diệp Anh là cầu thủ tấn công tốt nhất của trận đấu này. Đó là Thanh Nhàn. Lỗi dính bóng của các cô gái, các cháu gái Hưng Hà. À. 29 cho Quỳnh Phụ. Cố lên Hưng Hà. Đẩy cho Diệp Anh rồi. Đập đi cháu. Vút. Đẩy sang ngay. Phòng thủ rất nhanh của Quỳnh Ngọc. Đập. Đẹp rồi. Vừa rồi hai chắn đã để lọt. Quano số 11 của Hưng Hà. Để mình xem là áo cháu là gì. Cánh gì. Cánh đăng thì phải. Và tấn công tốt của số 20. Không qua lưới. Vừa rồi Quỳnh Phụ không hiểu nhau. Giữa chủ công Kiều Anh và chuyền hai Thanh Nhàn. Mười một 20 cho Hưng Hà. Diệp Anh rồi. Tấn công quá mạnh của Diệp Anh. Mặc dù là pha bóng vừa rồi Diệp Anh bóng cao và hơi bị tụt, nhưng chị cháu vẫn ra tay mạnh, bung chắn ra ngoài. 21-15. Mấy cháu cho chú nhờ cái. Đừng gọi. Lỗi hai chạm của Hưng Hà. Phát bóng cho Quỳnh Phụ là Kiều Anh. Phát bóng quá khó. Không nhìn được điểm nữa rồi mọi người ạ. Khán giả chê hết bảng điểm rồi. Bây giờ là 23-11. Mỗi lần muốn đọc điểm cho các bạn nghe lại phải chạy ra một góc kia để nhìn mới được. 24-11 và Hưng Hà xin tạm dừng trận đấu để hội ý.
Xin mời mọi người trở lại với diễn biến điểm số cuối cùng 24-11 xin lỗi 24-15 rồi. Phát bóng là Kiều Anh. Đó là pha phát bóng ăn điểm trực tiếp ấn định chiến thắng ở hiệp đấu đầu tiên dành cho Quỳnh Phụ trước các cháu Hưng Hà. Xin mời mọi người trở lại với hiệp đấu thứ hai. Hiệp đấu thứ hai Hưng Hà sẽ phát bóng. Phát bóng là một cháu tóc rất dài và múc cháo cao chắn vào. Điểm số đầu tiên cho Quỳnh Phụ vẫn là Diệp Anh. Chú thì phải đọc tên đội cháu lên. Diệp Anh là cô gái ghi rất nhiều điểm vào hiệp đấu đầu tiên cũng vậy. Cháu là người ghi điểm cho Quỳnh Phụ ở điểm số đầu tiên hiệp đấu thứ nhất. Điểm cho Quỳnh Phụ 2-0 sau pha phát bóng rơi tự do. Mình xin giới thiệu đội hình ra sân của Hưng Hà, số 30 Hương Hương, số 18 Cẩm Ly, số 20 Quy Thi, Tươi Thi, số 11 Khánh Băng, số 25 Hương Linh và số 4 một bạn vào sân libero tên là Như. Tốt rồi. Cày sang ngay. Vâng, và cày sang đã ghi điểm. Đó là Cẩm Ly. Cẩm Ly có khuôn mặt rất khả ái. Điểm đầu tiên cho Hưng Hà 1-3. Sang ngay. Hồi lại xong với Diệp Anh rồi. Chắn Diệp Anh vào. Cú pha ra tay rất thoải mái của Diệp Anh. Bóng đến tay là có điểm. Chủ công rất lợi hại của Quỳnh Phụ. Đẹp rồi, đập đi. Đúng rồi, quá hay. Đó là số 20 Tươi Thi. Chưa có bóng nhưng hàng tre đã làm việc rất nhanh. Ba cháu cao đồng đều như nhau. Giơ tay đã tới lưới rồi. Lưới của nữ là 2m mọi người nha. Đáng tiếc là pha phát bóng chạm lá cây của Thu Huyền. Các cháu múc cháo thấp thôi. Các cháu múc cháo hơi cao. Và bây giờ là Diệp Anh phát bóng. Bắt chuyền một lỗi. Phá bóng vừa rồi ngoài nhưng không thầy nào hô để cho Thu Huyền không bắt. Các cháu đang quá tập trung nên không để ý là trong hay ngoài. Vẫn là những pha phát bóng về cuối sân rất khó. Các cháu phải chắc tay lên một chút. Vâng, thầy chỉ đạo là lùi hẳn vào vạch đi. Lùi xuống vạch vào mắt. Không được rồi. Ba pha bắt bóng ăn điểm trực tiếp của Diệp Anh. Không những là ở hàng công mà xuống phát bóng kiểu Diệp Anh cũng rất nguy hiểm. Và ngay lập tức Hưng Hà xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Để mình xem điểm số là bao nhiêu rồi. Trọng tài 2 che mất rồi. Trận đấu được tiếp tục, điểm cho Quỳnh Phụ 7-3, vẫn là chủ công Diệp Anh của Quỳnh Phụ phát bóng. Chúng ta phát bóng dài về cuối sân rất khó. Lần này thì bóng ra ngoài.
Pha hồi ý của Hưng Hà đã cắt được rồi. Điểm cho Hưng Hà 4-7. Hương Linh sẽ phát bóng. Múc cháo thấp thôi cháu ơi, hôm nay chạm lá cây. Đúng rồi, thế là đủ rồi. Trước khi đập thì thầy đã bảo nó đập đấy, nhưng mà biết nhưng không đỡ được mọi người. Không có chắn sân rộng mà các cháu không thủ được. 8-4 cho Quỳnh Phụ. Kìa, móc. 9-4 cho Quỳnh Phụ. Bên này thì mình thấy có Tươi Thi số 20 đang đứng ở biên 4, là cầu thủ có thể tấn công tốt. Đẹp lên để truyền cho Tươi Thi nào. Đẹp rồi, Tươi Thi. Đáng tiếc là pha kiến tạo hơi thu và xa lưới, bởi vậy Tươi Thi đã ra tay lực. Và đáng tiếc là bóng ra ngoài. Phát thẳng vào Tươi Thi. Đẹp rồi, cho Tươi Thi đi. Đẹp rồi, Thi ơi. Thi ơi, được rồi. Đó, chuyền đẹp là Thi có điểm ngay mà. Đáng tiếc là Thi lại xuống phát bóng mất rồi. Tươi Thi mà. Nhưng mà là Tươi Thi. À là Tươi Thi à? Thì chú lại không biết. Lỗi của Quỳnh Phụ. Lỗi dính bóng. Thêm một điểm số cho Hưng Hà. Vẫn là Tươi Thi phát bóng. Đúng rồi, múc cháo thế thôi. Cái cháu múc cao quá lại vào lá cây. Kia. Nhảy lên. Chắn bóng chạm lưới của Hưng Hà. Khuôn mặt tiếc nuối của số 30 Hương Hương sau pha chạm lưới vừa rồi. Điểm bao nhiêu rồi cháu? 6-11 à? 11-6 mọi người ạ. 11-6. Lúc này bảng điểm bị che hết rồi, không nhìn thấy gì nữa. Nỗ lực của Tươi Thi, đáng tiếc là ra ngoài. Các thầy lại che màn hình mất rồi. Tiếp tục là hội ý của Hưng Hà. 12-6 cho Quỳnh Phụ. Thầy và là huấn luyện viên của Hưng Hà. Hưng Hà cũng đang đi đôi Phantom VSD mọi người. Đó là mẫu giày cài bê tông không đau gối. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua giày cài bê tông không đau gối của thương hiệu bóng chuyền VSD thì mọi người hãy nhắn tin vào fanpage bóng chuyền HD Line. Chính là fanpage mà mọi người đang xem. Giày có giá là 680.000. Các bạn mà chuyển khoản trước được tặng một bộ quần áo thi đấu size từ 37 đến 45, có cả nam và nữ mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vẫn còn, cố lên các cháu. Sang đi. Bây giờ phải chắn vào. Wow, mạnh quá. Cháu số 10 cao nhất đội hình của Quỳnh Phụ vừa có một pha tấn công rất mạnh từ số 3. Phải nói là pha truyền vừa rồi tốt nữa. Đúng tầm để số 10 lao vào và vụt thôi. 13-6 cho Quỳnh Phụ. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Hưng Hà 7-13. Phát bóng cho Hưng Hà là Hương Hương. Và múc cháo tốt. Kia. Sang đi cháu. Được rồi. Đó là Khánh Băng. Cháu gái có mái tóc dài nhất. Đã ghi điểm cho Hưng Hà. Wow, đập mạnh thế. Và gần như là bật đà tại chỗ vừa rồi. Lại là vị trí số 3 của số 10.
Có phải đó là số 09? Hàng công của Quỳnh Phụ tốt mọi người ạ, bạn nào cũng đập được. Đẹp rồi, cố lên. Khánh Băng không phải. 3-3 hàng sau. Và tấn công đáng tiếc là bóng ra ngoài. Không phải, bóng trong sân. Vậy là điểm cho Hưng Hà. Bóng trong sân mọi người ạ. Và tấn công tốt của số 20 Tươi Thi. Kia. Thêm một điểm số cho Hưng Hà. Để mình nhìn xem nào. Mười mười bốn. Phòng thủ tốt. Kia vẫn còn. Bọc lót rất kín. Tấn công chưa qua lưới. Mười một mười bốn cho Hưng Hà. Nào các cháu hô thật to Hưng Hà nào. Không hô đâu. Nó hô rồi. Của Diệp Anh. 15-11. Chuyền một lỗi 16-11. Diệp Anh tấn công chưa qua lưới. Điểm cho Hưng Hà 12-16. Cẩm Ly phát bóng cho Hưng Hà. 13-16 cho Hưng Hà. Hưng Hà cố lên. Thủ tốt của Tươi Thi. Khánh Băng sang ngay. Đó là pha xử lý hai chuyền của Hưng Hà. 14-16. Cầu phát bóng của Cẩm Ly rất đỏ. Một điểm số nữa là Hưng Hà sẽ san hòa. Ở bên Quỳnh Phụ xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Còn có áo đấu của 28 Khánh Em, còn có cả con chuột nữa. Lần đầu tiên mình thấy áo đấu có chữ và có hình con chuột luôn. Đúng là lứa tuổi học trò. Mười lăm mười sáu. Có một chai nước thôi mọi người ạ. Các cháu đang tranh thủ uống nước. Trận đấu được tiếp tục 15-16 cho Hưng Hà. Wow, bỏ nhỏ quá khéo léo của Thu Huyền. Pha bỏ nhỏ cực nhỏ luôn. Bóng chỉ vừa đủ lực để leo lưới thẳng vào chuyền hai bên kia. 16 đều rồi phải anh cháu. 16 đều rồi. Kia. Yeah.
lại vượt lên sau khi đã để cho Hưng Hà lên một giây. San Hòa 16 đều và bây giờ là 17-16. Đáng tiếc là pha sang bóng ra ngoài, 18-16. Cẩm Ly sang ngay, đó là số 10 cùng với số 05 là Diệp Anh, cặp đôi di ghi rất nhiều điểm cho Quỳnh Phụ. Đẹp rồi, chuyền hai của Hưng Hà đã chạm lưới. Sau khi hội ý thì Quỳnh Phụ đã ghi liên tiếp 4 điểm rồi. Bao nhiêu cháu? 23-16 cho Quỳnh Phụ. Đẹp rồi, vút. Và cày sang ngay của Libero. Libero mặc chéo cá hơi rộng. Mỗi lần chị đỡ, cháu đỡ bóng xong là cháu lại phải chỉnh lại áo. 17-23. Bóng là Khánh Băng. 18-23. Trượt tay, set point cho Quỳnh Phụ. 24-18. Số 10 của Quỳnh Phụ che bóng còn thò cả qua lưới. Cháu ấy quá cao. Số 10 rồi. Số 10 sang bóng. Và sang bóng ra ngoài. 19-24 cho Hưng Hà. Tươi thì vút. Thành công rồi. Và vụt bóng rất mạnh của Tươi Thi. 20-24. Cơ hội cho Tươi Thi. Vụt. Hơi sát. Cuối cùng thì Quỳnh Phụ đã có chiến thắng ở hiệp đấu thứ hai, 25-20. Chung cuộc Quỳnh Phụ thắng Hưng Hà 2-0. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh YouTube Bóng Chuyền HD, kênh YouTube VSD Capital Volleyball.
Nếu như các bạn thấy hay thì hãy để lại một bình luận cho trận đấu vừa rồi và mời thêm bạn bè cùng người thân để xem những trận đấu hay trên kênh YouTube Bóng Chuyền HD, kênh YouTube VSD Capeto Volleyball và các kèo đấu hay tại Chảo Lửa VSD. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những trận đấu tiếp theo.